Rose vượt mặt Jisoo nhờ điều này. Debut sau Jisoo nhưng lại thành công hơn. Rời khỏi YG Entertainment. Dù phát triển độc lập nhưng vẫn đỉnh nóc, kịch trần. Sự nghiệp của Rose đang ngày càng khởi sắc sau khi không ký hợp đồng cá nhân với YG Entertainment. Hiếm có nhóm nhạc nào có các thành viên nổi tiếng đều như Blackpink. Chính vì vậy, fan riêng của 4 cô gái cũng liên tục so kè nhau từng ly từng tí về thành tích. Trước đây, số lượng follower tài khoản Instagram của 4 thành viên xếp hạng lần lượt là Lisa, Jennie, Jisoo và Rose. Nhưng giờ đây, Rose đã có nhiều người follow hơn và vượt lên trên Jisoo. Nhiều người cho rằng Rose vượt lên trên nhờ hiệu ứng của bản hit toàn cầu APT kết hợp với Bruno Mars. Không hề thông báo rầm rộ từ trước, Rose bất ngờ tung ra APT vào ngày 18 tháng 10. Ca khúc vui nhộn, đáng yêu đã chinh phục đông đảo người yêu nhạc toàn cầu, kể cả thị trường khó tính nhất là Mỹ. APT xô đổ hàng loạt kỷ lục, vượt mặt cả sản phẩm âm nhạc của Jennie và Lisa. Hiện ca khúc đang càn quét vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Ngoài ra, APT cũng đạt thăng 1 Global Spotify với 11,58 triệu stream vào ngày thứ Ba. Bài hát cũng dẫn đầu Spotify Mỹ với 1,5 triệu stream. MV ca khúc đạt hơn 82 triệu view sau 3 ngày phát hành. Không ít ý kiến cho rằng, thứ giúp Blackpink duy trì độ hot chính là âm nhạc cuốn hút. Việc Rose đầu tư thông minh, đúng đắn cho sự nghiệp đã giúp cô có những bước phát triển đáng khen ngợi. Dù gì đi chăng nữa, fan của Blackpink biết đến và yêu thích các thành viên với tư cách idol trước tiên, việc đưa ra sản phẩm thú vị chính là chìa khóa níu giữ trái tim người hâm mộ. Dù không còn nắm giữ hợp đồng cá nhân với Rose nhưng YG Entertainment cũng được hưởng lợi từ ca khúc này. Tính đến 9:32 sáng ngày 22 tháng 10, cổ phiếu YG Plus giao dịch ở mức 4.390 won, 80.000 đồng, tăng 940 won, 17.000 đồng, tương đương 26,15% so với ngày hôm trước. Cổ phiếu YG Entertainment cũng tăng 550 won, 10.000 đồng, tương đương 1,44%, lên 38.700 won, 713.000 đồng vào cùng thời điểm. Trước đó, cổ phiếu đã đạt đỉnh vào ngày hôm qua 21 tháng 10. Trong lúc Rose đang thành công vang dội thì Jisoo tụt lại phía sau. Nữ idol tập trung đóng phim thay vì ra nhạc như chị em cùng nhóm. Chị cả Blackpink đã ghi hình cho The Prophet, Omniscient Reader và Newtopia, đồng thời sắp nhận thêm phim mới Manly Boyfriend. Vì điều này mà một bộ phận fan đã khủng bố Bissu Company, công ty quản lý của Jisoo. Những fan này cho rằng việc Jisoo rời xa âm nhạc quá lâu sẽ khiến người hâm mộ chán nản và bỏ đi. Họ yêu cầu thành viên Blackpink nên chủ động hơn trong hoạt động âm nhạc, còn công ty quản lý cần nhanh chóng hỗ trợ Jisoo ra sản phẩm âm nhạc solo để không thua chị kém em. Tuy nhiên, nhiều fan khác đã phản bác lại những ý kiến này. Họ cho rằng fan không nên dạy dỗ Jisoo về cách thức quảng bá và cần tôn trọng định hướng công việc của cô. Ngoài ra, Jisoo cũng tiết lộ cô đang thực hiện dự án âm nhạc solo nên tất cả những gì fan cần làm là kiên nhẫn chờ đợi nữ idol đem đến sản phẩm âm nhạc hoàn thiện nhất.